sáng ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các bị can liên quan. Cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2, điều 211 và khoản 4, điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra, công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos.